thi sắc đẹp Nail Queen mùa thứ nhì 2023 chính thức nhận đơn của các thí sinh trên toàn cầu. Tất cả các thí sinh có liên quan đến lĩnh vực nail trên toàn thế giới như giáo viên ngành nail, học viên, managers, thợ nail, chủ tiệm nail, các công ty cửa tiệm cung cấp sản phẩm ngành nail, kể cả các sắc dân đều có thể tham gia cuộc thi Nail Queen 2023 không giới hạn tuổi tác. Xin vào trang nhà để lấy mẫu ghi danh sbtn.tv Lệ phí ghi danh 50 Mỹ Kim Hạn chót nhận đơn ngày 1 tháng 5 năm 2023 Chi tiết xin liên lạc email nailqueen at sptn.tv Bảo trợ cho chương trình liên lạc 714 636 1121 hoặc 714 902 5869 SBTN sẽ tổ chức cuộc thi hát cho các lứa tuổi từ 13 đến 19 tuổi nhằm khuyến khích một sân chơi cho thế hệ trẻ tiếp nối dòng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Giải thưởng giá trị để ghi danh xin vào trang nhà www.sbtn.tv Điền mẫu ghi danh dự thi và video clip một bài hát gửi qua email tingvoice.sbtn.tv hoặc gọi 714 636 1121. Nếu không chăm sóc cho thế hệ tương lai, chúng ta sẽ không còn dòng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Xin chào kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ tư, 29 tháng 3 năm 2023. Và thưa quý vị, chúng tôi có cái breaking news là cách đây khoảng một giờ đồng hồ, Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập uh, quan hệ ngoại giao toàn diện. Xin mời các thầy thể cho coi cái laptop của tôi. Cái hình uh, đây là cái hình mà bên báo tuổi trẻ trong nước vừa mới đăng lên. Thì uh, thưa quý vị, uh, chúng ta biết là Mỹ Việt Nam có quan hệ ngoại giao từ năm 1995. Đến năm 2013 thì Việt Nam với Mỹ nâng cấp quan hệ lên là đối tác toàn diện và năm nay kỷ niệm 10 năm cái quan hệ đó và theo dự trù nếu không có gì thay đổi thì có thể tháng 7 này ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi sang Hoa Kỳ thăm chính thức và hai nước có thể đẩy quan hệ lên là đối tác chiến lược. Ở đây là câu chuyện mà cũng được nhiều nhà quan sát cũng như các nhà phân tích bình luận trong những ngày qua đặc biệt là cách đây hai ngày ngày 27 tháng 3, ông Murray Khibert, một chuyên gia về Việt Nam và Đông Nam Á ở tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gọi là CSIS của Mỹ ở tại Washington DC đã viết một bài viết là nói có tựa đề là Biden should invite Vietnam's party chief for a visit. À, chúng tôi không biết là trong cái cuộc điện đàm hồi nãy ông Biden có chính thức mời ông trọng hay chưa, nhưng mà đó là cái lời mà bên trung tâm CSIS họ nói. Cái lý do họ nói là nó có nhiều cái thứ nhất đó là hai bên đã có quan hệ rất là tốt về mọi phương diện uh, kinh tế thương mại uh, kỹ thuật và quân sự cũng như ngoại giao đặc biệt là sau khi ông trọng đi uh, thăm trung quốc hồi năm ngoái thì coi như là bây giờ ông có rộng tay để có thể nâng quan hệ lên với lại hoa kỳ và theo CSS cho biết là bên phía Việt Nam nói là sẵn sàng nâng cấp quan hệ này nhưng phải có một cái điều kiện là cùng với chuyến đi thăm Mỹ của ông Trọng có nghĩa là hai điều nó phải xảy ra cùng một lúc có nghĩa là nếu ông Trọng đi qua Mỹ thì tức là tuyên bố hai bên nâng cấp quan hệ lên tôi tác chiến lược luôn giống như cái chuyến đi năm 2013 của ông Trương Tấn Sang lúc đó là chủ tịch nước khi mà sang thăm Hoa Kỳ thì nâng cấp quan hệ lên là đối tác toàn diện. Uh, cái điều duy nhất mà theo CSS cho biết là vấn đề sức khỏe của ông trọng liệu ông có chịu nổi hơn 20 giờ đồng hồ bay từ Việt Nam qua Mỹ hay không thì bên phía Việt Nam cũng theo CSS cho biết là có thể là họ sẽ lại làm cái chuyến đi là cho ông nghỉ nhiều chỗ vào năm nay ông này 78 tuổi và cũng bị bệnh Đó. thì người ta tính là có thể là họ tổ chức ông trọng đi thăm Nhật, Canada. Rồi Cuba rồi vào Mỹ đó đại khái như thế giống như trước đây các lãnh đạo của cộng sản Việt Nam vẫn đi theo cái kiểu đó thì nếu mà đi như vậy đó nếu có đó thì thứ nhất là bảo đảm sức khỏe cho ông trọng ở Việt Nam thì họ dư sức họ bay thẳng từ Hà Nội qua DC nhưng mà hơn 20 tiếng đồng hồ với một người 78 tuổi bị bệnh như vậy thì không biết là chịu nổi hay không đó thì đi như vậy thì bảo đảm vấn đề sức khỏe cái thứ hai nó đi như vậy đó thì nó làm nhẹ cái chuyến đi không có làm cho Trung Quốc khó chịu À, giống như cái trường hợp mà ông Núggenrich năm 1997 đi thăm Đài Loan từ Trung Quốc, ông thăm Trung Quốc xong không bay thẳng qua Đài Loan mà bay bay qua Nhật Nhật nó qua Đài Loan, với này là mấy anh cộng sản Châu Á là nặng về mặt mũi lắm, sĩ diện ghê lắm, tức là bay trực tiếp đi thì nó khác, mà bay mà đi đường vòng nó khác, à, cái, cái kiểu như vậy và chúng ta cho thấy cái CSIS là họ đã cho thấy rằng là hai bên đã sẵn sàng trong cái gọi là tư thế đó. À, cái uh, theo như ông Hibbert cho biết đó, thì coi như là Việt Nam với Mỹ có nhiều cái điều kiện để mà nâng cấp lên. Trong đó có những sự kiện ví dụ như là uh, thứ nhất là hai bên nếu mà gặp nhau thì có thể sẽ coi như là gì gia tăng cái vấn đề mà sản xuất hàng hóa tại Việt Nam là cung cấp vào thị trường Mỹ. Cái này đã được bà Kamala Harris là phó tổng thống của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam năm 2021. Có đề cập sau khi mà vấn đề Trung Quốc với lại Mỹ bắt đầu căng thẳng qua cuộc chiến thương mại và vấn đề Covid-19 thì Trung Quốc không còn là cái nơi mà gọi là cung cấp hàng hóa liên tục cho Mỹ nữa. Ở Mỹ mới tìm những thị trường khác. Và vừa rồi chúng ta thấy là phái đoàn 52 doanh nghiệp của Mỹ đi sang Việt Nam. À, để mà tìm cơ hội làm ăn cũng như là bảo đảm cái sản xuất đó. Đó là một cái lĩnh vực về mặt gọi là là kinh tế và sản xuất. Điểm thứ hai nữa đó là Việt Nam và Hoa Kỳ có quyền lợi ở tại Biển Đông và là cái ưu tiên của cả hai nước. Và chúng ta biết là trong những ngày qua, tàu Trung Quốc lớn vờ là bãi thứ chính và tàu Việt Nam đã phải ra xua đuổi và bám theo. À. Và bây giờ người ta tiết lộ là từ 22 tháng riêng tới giờ là tổng cộng là tàu của Trung Quốc vào cái bãi thứ chính hơn 30, hơn 30 lần. Mà hiện nay ở cái bãi thứ chính nó có hai công ty dầu hỏa của Nga đang khai thác ở đó. Và vừa rồi năm 2022 Việt Nam đã ký được một cái với lại Indonesia phân định ra cái vùng mà gọi là biển. Bây giờ có thêm một công ty nữa của anh đó là Harbor Energy vào gọi là khai thác dầu nữa. Thì người ta cho rằng là thời gian vừa qua bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc lờn vờn đó để mà cảnh cáo hay là gì đó gây áp lực. Nhất là sau khi và trước khi ông Tổng Cận Bình đi Nga, cái thế của Nga là nó yếu trước đây tàu Trung Quốc không dám lởn vợn vô cái vùng này bây giờ thậm chí là thưa quý vị hãng Reuters cho biết là cái tàu hải cảnh Trung Quốc đi qua luôn cả hai cái dàn khoa luôn đi vào giữa và cái tàu hải cảnh Việt Nam có lúc bám theo gần 200 mét và sau đó cái tàu của Trung Quốc quay lại hai bên chạy song song cách nhau có 10 mét mà thôi đó cũng là một yếu tố và Việt Nam đó là đang tìm cách gọi là hiện đại hóa quân đội vào năm 2030 năm ngoái chúng ta nhớ là Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc phòng và một số công ty của Mỹ như Lockheed Martin và Bell đã tiếp xúc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an của Việt Nam. Và vừa rồi trong 52 phái đoàn nó cũng có hai công ty để đi luôn. Là có thể bán trực thăng và bán những loại vũ khí nhẹ, vân 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 vân. Để mà Việt Nam coi như là Mỹ có thể giúp Việt Nam hiện đại hóa quân đội là bởi vì giờ Việt Nam không muốn dựa vào Nga nữa, nhất là sau khi Nga xâm lăng Ukraine, Nga bây giờ thiếu vũ khí. Đó mà bây giờ đùng một cái nhau Việt Nam từ trước giờ 80% Việt Nam là dựa vào vũ khí của Nga. Đâm là nó kẹt. À, bây giờ Việt Nam phải đa phương hóa cái nguồn mua vũ khí thì trong đó có cả Mỹ luôn và hiện tại bây giờ là ông Phan Văn Giang Bộ trưởng Quốc phòng của, của, Việt Nam đang có mặt tại Nam Hàn nó đi thăm Nam Hàn chính thức là có thể qua đó mua vũ khí luôn à, đó là vấn đề thứ hai vấn đề thứ ba đó là theo như ông Hi Bật cho biết đó là nếu mà hai bên nâng tầm quan hệ lên chiến lược thì Mỹ có thể giúp Việt Nam nghĩa là giữ lại cái đồng bằng sông cửu long bởi vì hiện nay đang bị nhiễm mặn nhiễm mặn vấn đề khí hậu bị nhiễm mặn rồi bị những cái đập ở trên thượng nguồn Trung Quốc và thượng nguồn Lào xong mới cầu cũng chặn nữa, đó. thì cái này là cái vựa lúa của Việt Nam và vựa lúa của Đông Nam Á. À, hiện nay Việt Nam nó xuất cảng gạo sang Philippines rất là nhiều, là nước đồng minh của Mỹ nữa. thành ra Mỹ cũng đang muốn giúp cho Việt Nam trong cái chuyện mà bảo vệ khí hậu đồng bằng sông Cửu Long. vừa rồi bà Samantha Power, giám đốc USAID của Mỹ đi đến thăm Cần Thơ tặng 5 triệu đô la để mà bảo vệ môi trường đó, đại khá như thế. và cái điều thứ tư là cái vấn đề hai bên có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là cái vấn đề uh, uh, an ninh đối thoại, an ninh này, vấn đề thương mại này, vấn đề nhân quyền này, cả vấn đề thay đổi khí hậu. Và đặc biệt nó có thể là hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng. À. Thì cái an ninh mạng này nó hơi khó là bởi Việt Nam với lại Mỹ hai cái thể hệ thống khác nhau, Việt Nam thì theo dõi người dân Mỹ thì không theo dõi. Đó, hai bên hợp tác là chưa biết. Nhưng mà đó là bốn cái điểm mà trung tâm CSIS nói rằng là nó có lợi cho <laughs> hai bên khi mà Mỹ Việt Nam hợp tác với nhau. Đó và chắc chắn là Việt Nam muốn làm cái chuyện này phải ngó chừng Trung Quốc. Thì cái chuyện xảy ra ở bãi thư chính trong những ngày qua không biết nó có liên quan đến chuyện này hay không, chúng ta không biết. Nhưng mà theo CSIS cho biết đó, năm nay là cái năm tốt nhất để mà ông trọng đi qua Mỹ, bởi vì không đi năm nay là có thể nói là không bao giờ đi nữa. Vì sao? Năm nay năm 2023 đến 2004 là ông Biden bận rộn với bầu cử rồi, chắc chắn là quý vị biết là sẽ có một cuộc bầu cử là kinh hoàng luôn. Nếu mà ông Donald Trump mà ông thắng cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và đúc ông Biden đó, coi năm 2004 là không tiếp ai hết, nó có ừ. thể nói như vậy, ngoại trừ những người nào cực kỳ quan trọng. Còn qua 2005 đó thì Việt Nam lại chuẩn bị đại hội đảng cho 2006. Đó. 2025 là Việt Nam sẽ phải cái là dàn xếp đủ thứ bất rộn. Bởi vừa rồi là coi như Việt Nam khuyết ba cái chỗ, chủ tịch nước, để uh, phó thủ tướng thường trực và phó thủ tướng ba nó mất chức. Thì Việt Nam phải đôn người lên đôn người lên bây giờ phải dàn xếp người chuẩn bị cho cái đại hội 14 vào năm 2006 cho nên năm 2025 sẽ là bận rộn trong Nguyễn phút trọng không đi được luôn. Thì đó là cái bài viết của trung tâm CSIS viết ngày 27 tháng 3 à, vừa qua. Và cái điểm đặc biệt ngày hôm nay nó có sự trùng hợp đó thưa quý vị. À, cách đây đúng 50 năm là ngày này là cái ngày Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Không biết có cho lựa hay không mà nó sự sự một sự ngẫu nhiên ở trong đây. Thì xin nhắc lại quý vị là cách đây hơn một giờ đồng hồ, ông Joe Biden đã nói chuyện với ông Trọng qua điện thoại thì không thấy báo chí Việt Nam tiết lộ là ông Biden có mời ông Trọng đi không nhưng mà bên CSS đã bắn tiếng là ông nên mời và theo dự trù vào tháng tư này ông Anthony Blinken ngoại trưởng của Mỹ có thể sẽ đi Hà Nội để mà dàn xếp cái chuyến đi của ông Trọng nếu mọi chuyện tốt đẹp thì đó là câu chuyện mà sáng ngày hôm nay chúng tôi vừa mới có được tin tức và xin trình bày cũng vậy chào anh Mai Phương Long có thêm tin tức về câu chuyện này không à, không thưa anh kính chào quý khán giả thì trong cái sự việc này, những điều mà chúng ta vừa nghe là trung tâm CS họ phân tích những các thế lợi hại. Nếu Việt Nam đặt, uh, nâng cái tầm quan hệ với Hoa Kỳ thì sẽ có những cái điểm lợi và điểm hại như là như thế. Tuy nhiên, cái cuộc nói chuyện sáng ngày hôm nay giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông tổng thống Joe Biden cũng chưa có uh, đưa ra một cái lời hứa hẹn nào cả. Và chúng ta không biết chúng, chúng, À, nghe, chúng ta không biết, nghe, chúng ta vậy. không biết. <laughs> thì trong cái sự việc này thì chúng ta cũng chờ đợi xem là như thế nào. thì đương nhiên nghe đến đây chắc quý vị cũng có những cái thắc mắc trong đầu. liệu rằng những cái hành xử trong thời gian vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái việc gọi là uh, cách chức liên tục những ba nhân vật gọi là cao cấp từ chức chủ tịch nước sau so đến phó thủ tướng thì uh, liệu rằng đó hành động đó là một hành động để mà xoa dịu một cái nỗi lo lắng nào bên phía Bắc Kinh hay là đây là một hành động để mà đánh lạc hướng để mà có một cái sự mà chuẩn bị cho cái chuyện bắt tay với Mỹ một cách uh, chặt chẽ hơn trong cái thời gian sau chúng ta cũng chưa biết chúng ta cũng chờ đợi những cái việc này xin quý vị tiếp tục chỉ băng tầng SPTN chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại